không thấy mặt đâu, yên tâm. Yên tâm đi. Rồi giao xì bo cho anh em Mỹ Tho Tiền Giang. Nhẹ nhàng thôi, đó, nhẹ nhàng lắm. Nhét ga lên, gái trong lên. Rồi. Qua dán tem xong nha anh em. Zalo nha. Ok ok. Bơm bánh xe nha. Bơm nó chạy lu lu thôi, chạy 7-80. Sáng nhiều hả? Về đổ xăng đi. Đây đây đổ. Chạy đây rồi. Nói rồi về mua trong thêm vô với chạy tầm khoảng 300-400 cây là nó chạy mới lại nha. Nóng quá lúc á. Chạy đây nha. À, chạy đây không? Thôi chạy lu lu thở lại. Bơm bánh xe lên nè, hai bánh xe hết luôn á. Giao xì bo. Chiếc này là hôm qua vừa chiếc mẹ rồi. Đồ má. Chiếc này hôm qua là khách vừa cọc xong nha anh á. Hôm qua mình vừa lên sóng xong rồi hôm nay là anh em cọc rồi dứt luôn á. Rồi chào anh em nha.